Chào mừng anh em đã đến với kênh Góc Liverpoolian của chúng mình. Kênh dành riêng cho người hâm mộ Liverpool. Anh em đừng quên ấn đăng ký kênh, chia sẻ và đưa ra những quan điểm của mình để chúng ta cùng nhau tạo ra một cộng đồng lớn mạnh dành cho các fan Liverpool nhé. Như anh em đã biết, đêm qua đội bóng của chúng ta có trận mở màn vòng bảng Europa League và có chiến thắng 3-1 trước câu lạc bộ Lắc của Áo. Mình xin đưa ra nhận định về trận đấu này để anh em cùng thảo luận và có những nhận định riêng của mình về trận đấu này nhé. Liverpool bắt đầu hành trình vòng bảng ở Europa League đêm thứ 5 với cuộc đối đầu với câu lạc bộ Lắc. Nhưng đó không phải là một màn trình diễn hoàn hảo. Liverpool đã bị dẫn trước trong hiệp 1 và chỉ lật ngược thế cờ khi hiệp 2 trôi qua. Darwin Núñez ghi bàn từ chấm phạt đền trước khi Luis Diaz nổ súng ở phút thứ 63 và bàn thắng của Mohamed Salah ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách. Sẽ có rất nhiều điều để rút ra từ trận đấu này cho cả người hâm mộ và huấn luyện viên Jurgen Klopp. Mình xin tờ hờ những điểm chính từ trận đấu hôm qua. Thứ nhất, đà chiến thắng tiếp tục được duy trì. Một chiến thắng cho Liverpool, nhưng câu lạc bộ của chúng ta một lần nữa là bị dẫn trước ở hiệp 1 và có một màn lội ngược dòng ở hiệp 2 trên sân của Lắc. Chiến thắng nhọc nhằn 3-1 trước Lắc là chiến thắng thứ 50 ở đấu trường châu Âu của câu lạc bộ dưới triều đại huấn luyện viên Klopp. Ông là huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ đạt được cột mốc đó, vượt qua con số 49 của Rafa Benitez. Ở trận đấu này, đẳng cấp của đội bóng lớn đã được khẳng định. Nhưng chúng ta cũng đã tự gây khó khăn cho mình khi bị dẫn trước. Kịch bản này giống với các trận đấu của chúng ta từ đầu mùa giải này. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần xem lại vấn đề của mình. Có những sai lầm của các cầu thủ và mình nghĩ Liverpool của chúng ta không thể cứ mãi vào thế bị dẫn trước và sau đó lại ngược dòng được. Cũng giống như tại Molier cuối tuần trước, cách chơi của chúng ta ở hiệp 2 trông giống như một đội bóng khác với sự khẩn trương và chơi bóng với cơ độ cao hơn rất là nhiều so với hiệp 1. Ở trận đấu này, huấn luyện viên trưởng Klopp thực hiện 11 sự thay đổi so với chiến thắng trước Wolverhampton. Nhưng đó không phải là lý do cho màn trình diễn kém cỏi trong hiệp 1. Đội hình xuất phát của chúng ta có hai trung vệ là Virgil van Dijk và Ibrahim Konate, hai bản hợp đồng mùa hè hàng tiền vệ là Wataru Endo và Garland Beck. Cùng với đó, hàng tấn công với sự góp mặt của Núñez và Diaz. Ở hiệp 1, việc kiểm soát bóng cũng như khả năng ra quyết định của các cầu thủ Liverpool không thực sự tốt. Công bằng mà nói, Lắc xứng đáng với bàn thắng ở hiệp 1. Tuy nhiên, thế trận ở hiệp 2 hoàn toàn khác khi Núñez ghi bàn từ chấm phạt đền và tinh thần của các cầu thủ Lắc cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Ngoài ra, khi huấn luyện viên trưởng Klopp đưa vào sân những cầu thủ chất lượng đó là Alexis Mac-Allister, Dominic Soboslai và Salah, các bàn thắng của Liverpool và Salah cho thấy đẳng cấp cao của các cầu thủ này. Tiếp theo, mình xin nói về việc Bacetic đảm nhận vai trò của Chen. Chúng ta cũng từng đặt ra câu hỏi ai sẽ thay thế Chen khi anh ấy không thi đấu. Ở trận đấu với Lắc khi Conor Brody chấn thương và Joe Gomez nghỉ ngơi, chúng ta có một sự lựa chọn thay thế khá là bất ngờ. Xuất hiện lần đầu tiên của Stephen Bacetic ở kể từ ngày 11 tháng 3 là sự thay thế của Alexander Arnold trong vai trò hậu vệ cánh phải. Bacetic ban đầu khi đến học viện Liverpool, anh chơi ở vị trí trung vệ. Vì vậy, cậu ấy cũng sở hữu nhận thức phòng ngự cần thiết cho vị trí này. Sau đó, cậu ấy chuyển sang chơi vị trí tiền vệ, vị trí mà cậu ấy đã có những bước phát triển đột phá ở mùa giải trước. Sau một thời gian dài nghỉ thi đấu, việc thi đấu ở vị trí xa lạ cũng tạo nên phần khó khăn cho cầu thủ người 18 tuổi. Trong hiệp 1, Bacetic chưa cân bằng ở vị trí của mình. Cậu ấy cũng dâng lên tấn công ở hành lang cánh phải và đôi khi lùi vào giữa giống Chen để giúp xây dựng lối chơi cho toàn đội. Tuy nhiên, phải đến 15 phút ở đầu hiệp 2, chúng ta mới thấy được lợi thế của một tiền vệ đóng vai trò đó. Bacetic di chuyển vào trung tâm thường xuyên hơn khi Liverpool giành được quyền kiểm soát và giúp kiểm soát trận đấu. Từ đó, Bacetic đóng vai trò quan trọng trong việc giành được quả phạt đền cho Liverpool. Cậu ấy lao vào vòng cấm và thực hiện đường tạt bóng khiến Diaz phạm lỗi. Đó là một thử nghiệm và nó có thể sẽ là một lựa chọn thú vị và hấp dẫn để Klopp sử dụng khi có cơ hội trong tương lai. Hãy cùng nói một chút về Gareth Bale. Khi tỷ số đang là 1-1, Ryan Gareth Bale bứt tốc và sau khi nhận đường chuyền từ Harvey Elliott, cậu ấy tung một đường chuyền thấp thẳng vào vòng cấm rất hợp với đà di chuyển của Diaz. Cầu thủ người Colombia không mắc sai lầm nào và cứ thế, Gareth Bale đã có pha kiến tạo đầu tiên trong màu áo tím của Liverpool. Hết lần này đến lần khác, tiền vệ này khéo léo chọn vị trí và khoảng trống để nhận bóng trong tình huống tấn công. Ryan Beck có tư duy tiến bộ, khả năng kiểm soát bóng tốt và kỹ thuật. Thân hình cao lớn dẻo dai của cậu ấy cho phép cậu ấy đổi hướng nhanh chóng và lao về phía trước với tốc độ nhanh. Có rất nhiều pha chạm bóng và phối hợp đẹp mắt với các đồng đội của cậu ấy, bao gồm cả pha phối hợp 1-2 với Harvey Elliott trong hiệp 1. Suýt nữa, Ryan Beck có cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, cũng có một số vấn đề về Ryan Beck. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi cậu ấy không được ra sân ở Bayern Munich thường xuyên vào mùa trước. Việc cậu ấy chuyền bóng ở 1/3 cuối sân đôi khi thiếu sức thuyết phục và cần cải thiện. Nhưng cậu ấy không phải là cầu thủ duy nhất có màn trình diễn chưa tốt ở trong hiệp 1. Cậu ấy đã tiến bộ hơn trong hiệp 2 và khi hiệp 2 bắt đầu, cậu ấy trông thoải mái hơn khi có bóng và không có bóng.
Điều khiến người hâm mộ lo lắng lúc cậu ấy khập khiễng rời sân khi mà trận đấu còn 17 phút. Người hâm mộ Liverpool hy vọng chấn thương đó không có gì nghiêm trọng. Nhận xét về Ben Rock, thật là một tuần tuyệt vời cho thiếu niên Ben Rock này. Ngay sau khi Ben Rock được ký hợp đồng dài hạn, cầu thủ chạy cánh người Scotland đã được đưa vào đội hình đá chính đầu tiên cho Liverpool trong sân vận động Rafael Arena. Sự phát triển của Rock đã trở nên đáng chú ý kể từ khi anh đến Merseyside từ Celtic vào mùa hè năm 2022. Liverpool nhận được vô số lời đề nghị cho mượn vào mùa hè này, nhưng chúng đều bị từ chối. Klopp đã cho cầu thủ 17 tuổi trong kế hoạch của mình. Cậu ấy thực sự là sự thay thế của Salah ở cánh phải, và với việc cầu thủ người Ai Cập bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị, đây là cơ hội vàng để Rock gây ấn tượng. Trong màn trình diễn chưa tốt ở hiệp 1 của đoàn quân Klopp, Rock đã mang đến một trong những điểm tích cực. Cậu ấy đã đánh bại Ren bằng tốc độ và sự lắt léo của mình và có một cú sút chéo góc đi lệch cột dọc ở hiệp 1. Rock người có 6 lần ra sân trước đó cho Liverpool đều chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, chơi rất tích cực và thẳng thắn. Không phải mọi thứ cậu ấy cố gắng đều thành công, nhưng cậu ấy không bao giờ trốn tránh. Cậu ấy tiếp tục pressing khi mất bóng và làm việc không biết mệt mỏi để giành lại bóng. Bị thay ra sau một giờ thi đấu, Rock có thể tự hào về màn trình diễn ở trận đấu này của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin đừng quên để lại một like, share và comment ý kiến của các bạn ở phần bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.